bạn đại học tiếng Anh ở một trung tâm. Tuy nhiên thì kết quả không được như ý cho lắm. Tuy nhiên thì trung tâm này lại cam kết là bạn sẽ được học lại miễn phí. Và bạn học lại miễn phí. Nhưng mà sau một thời gian thì kết quả cũng lại như cũ. Bạn không có tiến bộ gì cả. Bạn chán nản. Và bạn lại kiếm một cái trung tâm khác để học. Nhưng kết quả thì cũng lại như vậy. Thường có xu hướng là học sinh sẽ tự đổ lỗi cho mình là do mình không học tốt, do mình lười. Nhưng ít ai để ý là trung tâm họ có đang làm đúng cái thứ mà họ cam kết hay không. Ví dụ cho mà các bạn đã quay lại kênh của mình InSoft. Và trong ngày hôm nay thì mình lại nói về một cái vấn đề khá là cũ mà mình đã làm cách đây tầm khoảng 2 năm trước hay 3 năm trước rồi. Và đó chính là trung tâm có đang lừa đảo các bạn hay không. Bắt đầu nhé. Và thật ra để biết được là trung tâm có đang lừa đảo chúng ta hay không thì chúng ta cần phải xác định trước là chúng ta muốn cái gì. Chúng ta xác định trước là chúng ta phải nắm được những cái loại kiến thức gì hay là đạt được kết quả gì khi chúng ta tới cái trung tâm đó. Nói thì có vẻ nghe rất là đơn giản nhưng mà thật ra có nhiều người họ cũng không biết là tại sao họ đang đi học và họ học là họ đang học những cái thứ gì. Mình nói ví dụ như là học giao tiếp thì nhiều người không biết học giao tiếp là học những cái gì và học ra thì mình sẽ làm được những cái gì. Bởi vì như mình đã nói ở những cái video trước đó là giao tiếp là một cái thứ rất khó để mình định lượng, để mà các bạn có thể xác định được là mình giỏi hay là mình dở ở đâu. Bởi vì chúng ta không có một cái thước đo hoàn chỉnh, không có một cái thước đo nhất định để mà đo cái độ giao tiếp. Và nếu như mà chúng ta đi vào trong một cái trung tâm và một cái tâm thế là chúng ta cũng không biết là chúng ta sẽ đạt được cái gì, chúng ta sẽ gặt hái được những cái thành quả nào sau khi chúng ta học xong cái lớp đó, thì kết quả vẫn như vậy thôi. Kết quả chúng ta vẫn sẽ là không biết gì, hoặc là biết những cái gì đó nhưng mà lại không liên quan tới cả mà chúng ta cần. Vì vậy cho nên là để xác định được là chúng ta học có hiệu quả hay không thì hãy xác định trước là chúng ta đang học và chúng ta đang muốn cái gì. Thường thì để xác định thì chúng ta sẽ có hai cái thứ để quyết định. Thứ nhất đó là thời gian và thứ hai đó là kết quả. Thì như mình đã nói, cái việc mà về kết quả thì nó sẽ hơi khó đối với lại tiếng Anh giao tiếp. Nhưng những cái môn khác ví dụ là IELTS hay là về TOEIC thì hoàn toàn chúng ta đều có một cái thước đo nhất định, đó là chúng ta sẽ đi thi. Và nếu như mà chúng ta đi thi không được kết quả thì chúng ta sẽ không đạt hả? Có nghĩa là chúng ta đã học nhưng không được cái kết quả mà chúng ta muốn. Và đây sẽ là cái xác định là do chúng ta hay là do trung tâm. Tất nhiên mình sẽ không có ngoại trừ những cái yếu tố là nếu như mà các bạn học không được thì sẽ là do các bạn có nhiều cái việc riêng để làm, đi làm thêm hay là chuyện gia đình. Và khi mà chúng ta đã xác định được rồi đó là chúng ta đã làm theo những cái gì mà chúng ta được chỉ và chúng ta cũng không phải là lười nhưng mà vẫn không được kết quả như kỳ vọng. Vậy thì bây giờ mũi tên sẽ hướng vào trung tâm, đó là trung tâm có đang làm tốt việc của họ hay không. Hiện tại thì các bạn sẽ dựa trên những cái yếu tố như là feedback của khách hàng hay là review trên mạng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những thứ đó hoàn toàn có thể được mua, được người ta thuê để mà làm clip, làm quảng cáo. Vậy thì cái việc mà đánh giá khách quan sẽ không còn nữa. Có thể là có nhiều bạn sẽ nghĩ là cái việc mà họ cho mình học lại miễn phí thì đó là một cái điều khoản mà khá là có lợi cho mình. Nếu các bạn học kèm, học 1-1 thì cái lời hứa đó nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì học 1-1 thì thời gian của bạn nó sẽ tốn tương đương lượng thời gian lại của người thầy giáo đó. Bạn học không tiến bộ thì họ sẽ phải, bạn sẽ phải dính đến họ rất là lâu. Thì suy ra là họ sẽ không có muốn để mà tốn thời gian của họ cũng như là của các bạn. Mà thường là của họ thôi, tại vì một tiếng của họ sẽ kiếm được một lượng tiền nhất định. Và nếu như mà dạy lại miễn phí thì sẽ rất là khó cho họ sẽ kiếm thêm được tiền. Tuy nhiên thì cái việc mà học lớp thì sẽ khác ở chỗ là một lớp thì có 100 hay 101 người hay 102 người thì cũng không có ảnh hưởng lắm về cái lượng tiền mà thu lại được từ cái lớp đó. Thì xưa ra thì cái việc mà hứa như vậy thì cũng không có lỗ đối với họ. Bây giờ mình sẽ nói một cái mà các bạn sẽ quan tâm rất là nhiều, đó là vấn đề là quảng cáo sai sự thật. Và mình thấy đây là vấn đề mình rất là ghét, mình cực kỳ ghét. Nếu như mà các bạn lướt trên Facebook hay là ở trên những cái gọi là YouTube hay là những cái ngẫu nhiên trên Google đi, thì các bạn đều thấy là những cái quảng cáo là nói chuyện, cam kết nói chuyện lưu loát sau 30 ngày. Thì nó giống là mấy cái gọi là cái clickbait ha, kiểu như là nó kích thích cái trí tò mò của các bạn.
Nhưng mà thực ra thì mọi thứ không phải như vậy. Mình nói ví dụ như là về một mối quan hệ, ví dụ là bạn trai, bạn gái hay là những cái mối quan hệ hôn nhân, thì một cái người mà người ta đi làm rồi thì họ sẽ có đủ cái khả năng để mà họ trả lời hơn là một đứa con nít tầm khoảng 10 tuổi, mặc dù là khả năng ngữ của nó cũng khá là cao. Đấy, thì sẽ rất là khó. Cho nên là rất khó để mà đánh giá được cái độ trôi chảy sẽ là như thế nào. Vì vậy cho nên là mình khuyên thật là nếu như mà các bạn thấy những cái quảng cáo như vậy thì hãy né xa nó ra. Tại vì thật ra mình đồng ý cái việc đó là quảng cáo thì có thể là hơi quá đại, phóng đại một chút xíu, nhưng mà cái việc mà đưa cho bạn một cái niềm tin là các bạn sẽ đạt được cái trình độ trôi chảy và nói gọi là không cần tra từ điển hay là coi phim không cần dịch hay sao đó, thì nó là một cái gọi là cái false advertisement, kiểu là nó là một cái quảng cáo sai sự thật, nên là các bạn sẽ không có đạt được cái mà các bạn thấy ở trong cái quảng cáo đó. Thì mình thấy đây là một cái sự phí tiền và là một sự mình có thể nói là lừa đảo. Và lý do tại sao mà mình gọi là cái thứ này gọi là lừa đảo, như mình nói là rất khó để mà các bạn định giá được là các bạn trôi chảy hay là lưu loát cỡ nào, dựa trên gì? Và dựa trên một cái con số mà hồi đợt mình đã từng làm một cái video trước, các bạn có thể coi nó lại. Cô, nếu như bạn vào cái trang GoNaturalEnglish.com này á, thì bạn sẽ thấy là có một cái câu hỏi là tốn bao lâu để mà thực sự trở thành trôi chảy tiếng Anh. Thì dựa trên cái Hiệp hội Common European Framework of References Languages này đó, thì có 6 cái level của thì có 6 cái level đánh giá cái mức độ trôi chảy của mình đó. Thì A1, A2, B1, B2, C1, C2 nha. Thì bắt đầu là bằng A1 và kết thúc là bằng C2. Thì C2 là cái mức mà ghê gớm nhất đó. Thì từng cái level trong đây thì tốn khoảng 200 giờ để mà học. Tất nhiên là cái thời gian trung bình đó. Nên là tổng thể nếu mình muốn mà thành thạo á, chơi cái level mà cao nhất, thì có thể tốn khoảng 1.200 giờ để mà học. Rồi, nếu bây giờ mà mình dùng khoảng về 200 giờ đi thôi. Thì bây giờ nếu mình dùng khoảng 2 tiếng một ngày đó mình học tiếng Anh, thì trung bình là mình sẽ tốn khoảng 100 ngày để mà học tiếng Anh. Thì ví dụ như là mình trung bình là mình một tuần học 3 buổi đi, thì mình sẽ chia cho 3 buổi là mình sẽ có 33 tuần, khoảng 33 tuần để mà học. 33 tuần mình chia cho 4 là bằng 8,3 tháng. Rồi, thế bạn 8,3 tháng giờ thử lượng nha, các bạn không biết gì cả. Các bạn học nếu như đúng lộ trình nha, 8,3 tháng thì các bạn sẽ đạt được cái mức độ A1. Và để cái mức độ A1 như thế nào thì đây. My name is Laura Weiss. Where are you from? I am from Poland. Okay. How old are you? Đó, và tất cả những gì mà các bạn cần phải tìm hiểu đó là con số. Chúng ta xác định mọi thứ bằng con số. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó để cho mọi người cùng biết nhé. Và để lại cho mình một nút subscribe để mà mình có thêm động lực để làm video tiếp theo trong tương lai. Và that's it. Bye.